Quý vị và các bạn, và ngay sau đây thì chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn một thông tin mới nhất được gửi về từ Bộ Y tế. Một bệnh nhân nam quốc tịch Việt Nam 20 tuổi có địa chỉ tại phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh là du học sinh tại Anh. Ngày 21 tháng 3, bệnh nhân từ London, Vương quốc Anh trên chuyến bay của Vietnam Airlines số hiệu VN0050, số ghế 5A về tới sân bay Cần Thơ ngày 22 tháng 3. Khi nhập cảnh thì bệnh nhân chưa có dấu hiệu triệu chứng và được chuyển tới khu vực cách ly tập trung tại phường Quân sự, tỉnh Bạc Liêu. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 vào ngày 25 tháng 3 và cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Cho đến ngày 31 tháng 3, bệnh nhân có triệu chứng sốt kèm với đau họng. Ngày 1 tháng 4, bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu để cách ly, điều trị và lấy các mẫu bệnh phẩm. Xét nghiệm tại bệnh viện Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh cho ra kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Những người ở cùng phòng với bệnh nhân thì hiện tại ở khu vực tập trung cách ly chưa ghi nhận những triệu chứng nhiễm bệnh, được cách ly riêng để theo dõi trong 14 ngày tiếp theo. Và hiện tại đến bây giờ thì Việt Nam đang có 241 ca nhiễm SARS-CoV-2. Và chúng tôi xin được tiếp tục với bản tin. Về chuyện tối nay, và dịch COVID-19 thì đang khiến cho người lao động phải nghỉ việc không lương vô thời hạn. Khi mà áp lực cơm áo gạo tiền đè nặng lên họ mỗi ngày, nhiều gia đình có tất cả các thành viên ở nhà vì thất nghiệp, thì có lẽ câu cửa miệng mà nhiều người hay nói lúc này đó là cứ như thế này thì có mà chết đói. Vậy không biết những hệ lụy nào đối với người lao động, đặc biệt là lao động nghèo, phải đối mặt trong dịch COVID-19 kéo dài như thế này, họ phải gặp những khó khăn, chật vật như thế nào để mưu sinh? Và để giúp cho quý vị giải đáp câu hỏi này thì ngày hôm nay chúng tôi đã mời tới trường quay Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, giảng viên cao cấp của Học viện Tài chính sẽ cùng trao đổi với tất cả các quý vị. Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh ạ. Và như Thanh Mai vừa chia sẻ thì đó là một cái câu chuyện mà chúng ta hay nói với nhau là thất nghiệp thời Covid ạ. Vậy thì theo ông, thời Covid như thế này, chúng ta cứ gọi là như vậy, thì ảnh hưởng đến cuộc sống của người lao động như thế nào? Trước hết là chúng ta thấy rằng là cái việc mà cách ly toàn xã hội nó đang trở thành một cái vấn đề đối với cái đời sống, đặc biệt là đời sống của người lao động. Đó là khi mà chúng ta không đi làm ấy, thì thu nhập nó giảm sút và các cái doanh nghiệp đều dừng hoạt động. Do đó cho nên cái việc mà thất nghiệp một phần cũng như thất nghiệp toàn bộ nó đang diễn ra. Và tới đây ấy, khi mà xảy ra cái khủng hoảng nó lớn hơn ấy, với cái thời gian lớn hơn ấy, thì có thể cái tình trạng thất nghiệp này nó sẽ còn kéo dài hơn và có thể ảnh hưởng đến một số người khi mà cái tình trạng phá sản của một số doanh nghiệp nó xảy ra. Vậy thì theo giáo sư là đối tượng nào mà dễ bị chịu tác động nhất đến cái công việc và cuộc sống của chính họ? Trước hết ấy, cái đối tượng mà dễ chịu cái tác động nhất ấy, đó là những cái người mà lao động mùa vụ, lao động tự do, những cái người kinh doanh nhỏ, những cái người làm thuê, đặc biệt là những cái người bán vé số hay là những cái người mà mua bán các cái ve chai hoặc là mua bán các cái phế liệu. Thì đây là những cái người mà họ là cái người tự kinh doanh. Do đó cho nên cái việc thất nghiệp của họ là dễ dàng nhất trong cái điều kiện chúng ta cách ly toàn xã hội như thế này. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về những cái hệ lụy sẽ gây ra nếu như dịch Covid tiếp tục kéo dài như thế này? Trước hết là chúng ta thấy rằng là với rất nhiều người thì cái thu nhập nó giảm đi. Và với một số người thì không có thu nhập. Chính vì không có thu nhập ấy, cho nên ấy là cái việc mà đảm bảo cái đời sống tối thiểu sẽ rất khó khăn. Đặc biệt là những cái người này lại là những cái người đã nghèo, lao động tự do, mà bây giờ lại phải ở nhà, không có một đồng thu nhập nào. Cho nên cái việc mà cái cơm áo gạo tiền nó rất quan trọng với họ. Và cái điều tiếp theo ấy, thì chúng ta cũng thấy rằng là từ cái chỗ cơm áo gạo tiền đó ấy, mà không có ấy, thì họ lại có thể phải ra đường để mà mưu sinh, để mà tìm kiếm cái nguồn sống. Và chính họ lại là những cái người dễ lây bệnh nhất và dễ mang bệnh đến cho cộng đồng xã hội. Từ đó cũng dẫn đến rất nhiều cái hệ lụy mà xã hội nói riêng, nói chung cũng như bản thân họ nói riêng phải gánh chịu. Vậy thì theo giáo sư, chúng ta có cái cách nào để mà có thể giúp cho họ giảm thiểu được những cái nỗi khó khăn đó không ạ? Trước hết ấy, thì chúng tôi cho rằng là cái trách nhiệm thì đó là bản thân những cái người dân xung quanh, cái chính quyền địa phương cũng như là cái hội phụ nữ, thanh niên, đoàn thanh niên hoặc là các cái hội, hiệp hội ở các cái xã, phường, thôn xóm phải thống kê và xem xét những cái người mà có cái điều kiện cực kỳ khó khăn để mà chúng ta giúp đỡ họ và có cái chia sẻ trong cái lúc khó khăn này. Bởi vì nếu không là họ sẽ rất khó. Cái điều thứ hai nữa là chúng tôi cũng cho rằng các cái doanh nghiệp khi mà có sử dụng lao động ấy, thì cũng cố gắng
san sẻ với các cái lao động của mình, có thể cho nghỉ không lương hoặc là nghỉ 50% lương hoặc là có một cái tỷ lệ lương nào đó hợp lý để họ có thể mưu sinh được trong cái thời gian này. Thế còn đối với các ban ngành thì chúng tôi cho rằng là cũng cần có các chia sẻ, và tôi cũng rất là tán thành cái quan điểm của Bộ Y tế cũng như của EVN, đó là giảm cái tiền điện cho đại đa số người dân Việt Nam trong cái thời gian tới. Thêm nữa thì chúng ta cũng biết rằng là về phía chính phủ ấy, thì đã có một cái dự thảo nghị quyết về hỗ trợ cái người lao động nói riêng cũng như cái người mà gặp cái điều kiện khó khăn nói chung, trong đó có hỗ trợ 500.000 cho những cái đối tượng có công, rồi là những cái người mà đang hưởng trợ cấp xã hội, rồi hỗ trợ 1.000.000 một hộ trong 3 tháng với những cái hộ nghèo và cận nghèo. Mà hộ nghèo và cận nghèo thì nó rất là nhiều, đúng không ạ? Thế rồi là hỗ trợ cho 1.800.000 người một tháng cho 3 tháng đối với những cái người lao động mà nghỉ mà gọi là tạm hoãn cái hợp đồng lao động nhưng không được hưởng cái trợ cấp thất nghiệp, vân vân. Thì chúng tôi mong rằng là phía Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp cũng như là Bộ Lao động Thương binh Xã hội sẽ chóng có ý kiến để từ đó đưa cái dự thảo nghị quyết này vào đời sống thực tế, và có thể ngay những cái ngày đầu của cái tuần tới đây là có thể có cái trả lời chính thức để từ đó chính phủ đưa ra cái nghị quyết cụ thể và áp dụng ngay cho các địa phương, để cái hỗ trợ đó nó đến với những cái người nghèo, những cái người đang cần tiền để sinh sống trong cái thời điểm hiện tại như thế này. Dạ vâng. Vậy thì đó là cái giải pháp ở hiện tại. Vậy thì sau khi mà dịch kết thúc, chẳng hạn chúng tôi đang đặt ra một cái giả thiết là sau khi dịch kết thúc chúng ta can thiệp giúp đỡ cho họ như thế nào để vừa khôi phục nền kinh tế và vừa cho họ có được việc làm ạ? Thực ra thì đây là cả một cái vấn đề mà rất là phức tạp, bởi vì chúng ta biết rằng là sau khi mà dịch kết thúc ấy, thì chúng ta thấy rằng là cái hoạt động sản xuất ấy, nó phải mất một cái thời gian, nó mới trở lại bình thường như là trước đây. Cái điều thứ hai ấy, là trong cái thời gian mà dịch bệnh nó xảy ra như thế này ấy, thì có một số cái doanh nghiệp đã không chịu đựng được, phá sản rồi. Và cái điều thứ ba là cái nguồn gọi là đầu ra của chúng ta ấy, nó gặp khó khăn, bởi vì chúng ta thấy cái dịch bệnh trên thế giới nó đang bùng phát một cách rất dữ dội. Đúng và rồi. Cái thời gian nó còn kéo dài, mà cái nền kinh tế của chúng ta thì lại lấy cái xuất khẩu để làm cái động lực tăng trưởng, và vì thế cho nên cái xuất khẩu của chúng ta cũng sẽ có thể gặp những cái khó khăn do cái nền kinh tế thế giới trì trệ và cái chi tiêu của thế giới nó giảm đi, và vì thế cho nên cái xuất nhập khẩu nó sẽ có những cái vấn đề. Cho nên cái việc mà giúp đỡ hỗ trợ cho cái người dân trong cái quá trình mà thực thi để mà tiếp tục trở lại vẫn là một cái bài toán rất là khó mà phía nhà nước cũng như từng cái doanh nghiệp phải quan tâm và hỗ trợ cho các cái hộ nghèo cũng như những cái người mà gặp khó khăn. Dạ vâng, rất cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh đã gửi tới chúng ta những thông tin rất là quan trọng. Xin được cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, và với những chia sẻ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh cũng đã khép lại bản tin Chào buổi tối của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.